Thủy Linh chào đón quý khán thính giả đang trở lại với channel Ngô Phòng Today. Hôm nay sáng thứ Tư, ngày 17 tháng Giêng. Video tiếp theo sẽ được phát hành trên channel Dự Phòng Ngô Phòng 247. Và sau đây là các nội dung tin đáng chú ý sẽ có trong phần 1 của chương trình. Nghị viện EU sẽ bỏ phiếu về nghị quyết tước quyền biểu quyết của Hungary vào thứ Năm. Quân đội Hoa Kỳ tăng cường hành động chống Houthi, phá hủy hỏa tiễn và mất tích hai biệt kích SEAL. Chủ tịch EU đưa ra cảnh báo về tương lai quan hệ Mỹ-EU trước thềm bầu cử 2024. Tổng thống Biden họp với các nhà lập pháp hàng đầu tại Tòa Bạch Ốc về dự luật ngân sách tài trợ. Thấy gì từ thuyết âm mưu được lặp lại bởi thượng nghị sĩ GOP Tommy Tuberville rằng ông Barack Obama đang bí mật điều hành Tòa Bạch Ốc. Tường trình ngày đầu tiên của phiên tòa, vụ Carroll kiện Trump. Và nhiều tin khác nữa. Kính thưa quý vị, cuối tuần này, Nghị viện châu Âu sẽ tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết kêu gọi tước quyền bỏ phiếu biểu quyết của Hungary tại Hội đồng châu Âu. Theo nhà lãnh đạo Nghị viện châu Âu, ông Savama mới đây cho biết. Trước đó vào đầu tháng, ông Savama đã khởi xướng một kiến nghị nhằm loại bỏ một số quyền thành viên của Budapest, bao gồm cả quyền bỏ phiếu, do quốc gia này xói mòn nguyên tắc pháp quyền và hành vi cản trở việc xây dựng sự đồng thuận của EU. Hungary đã chặn một gói tài trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine ngay khi Kiev bước vào năm thứ ba của cuộc chiến chống Nga. Sứ mệnh của chúng tôi, bức thư cuối cùng đã được gửi tới Chủ tịch Nghị viện. Ông Savama, một thành viên cấp cao của Nghị viện và là thành viên của nhiều ủy ban, đã cho biết trên mạng X. Vào thứ Năm, tức ngày 18 tháng Giêng, chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết chung, được thảo luận vào sáng nay với 5 nhóm chính trị trong Nghị viện. Nghị quyết kêu gọi Hội đồng châu Âu tước quyền bỏ phiếu của Hungary theo Điều 7.2 của Hiệp ước EU, quy định việc có thể đình chỉ quyền biểu quyết của một thành viên trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng và liên tục. Hội đồng châu Âu sau đó phải nhất trí quyết định xem hành vi vi phạm có còn xảy ra hay không. Sau đó, Hội đồng sẽ bỏ phiếu với đa số đủ điều kiện để đình chỉ các quyền của quốc gia bị cáo buộc. Hầu hết các nhóm chính trị tại Nghị viện cũng mong muốn một cuộc điều tra về quyết định của Ủy ban châu Âu trong việc giải phóng khoảng 11 tỷ đô tiền tài trợ cho Hungary ngay trước Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 12. Nhưng nhiều thành viên đã chỉ trích quyết định đó, cho rằng cơ quan điều hành đã nhượng bộ trước sức ép của Hungary. Theo Ủy ban châu Âu, quyết định được đưa ra hoàn toàn vì lý do thủ tục, cụ thể là do những cải cách tư pháp mà Hungary đã thực hiện. Mặc dù Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chặn việc tài trợ cho Ukraine, nhưng ông đã cho phép các nhà lãnh đạo EU đạt được sự đồng thuận về việc bắt đầu đàm phán gia nhập với Kiev, bằng cách ông rời khỏi phòng họp trong một cuộc bỏ phiếu quan trọng. Vào hôm qua, quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện một hành động quyết đoán bằng cách tiêu diệt bệ phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo chống hạm của Houthi. Động thái này, theo các nguồn tin từ Reuters, là một phần của chiến lược chủ động hơn nhằm đối phó với mối đe dọa từ quân Houthi, được Iran hậu thuẫn và kiểm soát nhiều khu vực dọc bờ Biển Đỏ. Nó diễn ra sau khi chiến tàu Gibraltar Eco của Hoa Kỳ bị trúng hỏa tiễn gần vịnh Aden. May mắn không gây thương vong nhưng có hư hại. Trước đó cùng ngày, trong một sứ mệnh ở vịnh Aden giữa Yemen và Somalia, một đội biệt kích SEAL của quân đội Hoa Kỳ đã mất tích 2 thành viên khi rơi xuống biển trong lúc lục soát một chiếc thuyền. Trong chiến dịch này, họ phát hiện các bộ phận hỏa tiễn của Iran dùng cho hỏa tiễn đạn đạo tầm trung và hỏa tiễn hành trình chống hạm được vận chuyển cho quân Houthi. Tình hình trở nên căng thẳng khi 2 biệt kích SEAL mất tích sau chiến dịch vào ban đêm hôm 11 tháng Giêng, khi họ đang thực hiện nhiệm vụ gần Somalia. Theo quy định của SEAL, các thành viên còn lại nhảy theo sau để cứu hộ, nhưng đáng tiếc, cả hai hiện vẫn mất tích. Quân đội Hoa Kỳ, dưới sự chỉ huy của tướng Michael Eric Carilla, đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm họ. Trong khi đó, 14 thủy thủ trên chiếc tàu chở vũ khí của Iran đã bị bắt giữ, và nó đã bị đánh chìm. Về xung đột Israel và Hamas, Qatar và Pháp vừa làm trung gian dàn xếp một thỏa thuận giữa Israel và Hamas ở Palestine. Theo thỏa thuận, Israel sẽ nhận được thuốc khẩn cấp cho khoảng 45 con tin bị Hamas bắt giữ tại Gaza. Đổi lại, Hamas sẽ nhận được viện trợ nhân đạo và y tế từ Qatar và Pháp dành cho thương dân ở Gaza, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Viện trợ sẽ được gửi từ Qatar đến Ai Cập vào ngày 17 tháng 1 và sau đó qua cửa khẩu biên giới Rafah. Thỏa thuận đã được đàm phán trong nhiều tuần và bao gồm việc chuyển các gói y tế được tập hợp ở Pháp đến từng người trong số 45 con tin. Việc chuyển giao sẽ do Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng đồng hành. Chủ tịch Liên minh châu Âu hôm thứ Ba đã phát biểu rằng nền dân chủ sẽ được đặt lên bàn cân trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần. Ông cảnh báo mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu có thể suy yếu nếu tình hình không diễn ra thuận lợi. Mặc dù không trực tiếp nhắc tên ông Trump, nhưng Thủ tướng Mỹ Alexander De Croo, người đang giữ cương vị chủ tịch luân phiên của Liên minh, đã đưa ra đánh giá u ám này tại Nghị viện EU chỉ vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ Iowa. Ông De Croo nói, nếu năm 2024 chứng kiến sự trở lại của chính sách nước Mỹ trên hết, thì châu Âu sẽ phải tự lực cánh sinh hơn bao giờ hết. Lời cảnh báo của ông De Croo dường như phản ánh nội tình châu Âu một lần nữa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với mối quan hệ khó khăn với Mỹ trong trường hợp ông Trump tái đắc cử. Trong nhiệm kỳ chỉ 4 năm của ông Trump đã có những xung đột với EU về các vấn đề như hợp tác quân sự và thương mại. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương có thể phải đối mặt với sự căng thẳng trở lại do những bất đồng về các vấn đề tương tự và sự hỗ trợ cho Ukraine nếu ông Trump tái đắc cử lần nữa. Dù vậy, Thủ tướng De Croo cũng khẳng định rằng nếu châu Âu phải trở nên tự chủ hơn trong trường hợp ông Trump chiến thắng và chính sách nước Mỹ trên hết được tái áp dụng, thì người dân châu Âu không nên sợ hãi trước triển vọng đó, mà thay vào đó họ nên đón nhận nó. Ông còn nói thêm rằng năm 2024 sẽ là một năm quan trọng, rất nhiều điều quan trọng đang chờ đợi phía trước cho phương Tây. Một năm mà các nền dân chủ và tự do của chúng ta sẽ bị thử thách. Không chỉ với cuộc bầu cử vào nghị viện, mà còn đối với cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ và cũng như vậy với cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, theo lời ông De Croo phát biểu. Trở lại với Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp với các nhà lập pháp hàng đầu tại Tòa Bạch Ốc vào hôm nay để thảo luận về đề nghị tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia, bao gồm viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel. Đề nghị trị giá 106 tỷ đô đã bị trì hoãn do tranh cãi về chính sách nhập cư, với phe Cộng hòa yêu cầu các quy định của cực hữu về tị nạn và tạm trú. Cuộc họp sẽ có sự tham gia của các nhà lãnh đạo cả hai đảng tại Quốc hội. Đề nghị tài trợ bổ sung của Tổng thống Biden dành 14 tỷ cho việc thực thi biên giới và tuyển thêm hơn 1.000 nhân viên tuần tra biên giới và biên chức xét duyệt tị nạn, cũng như 1,2 tỷ để chống nạn buôn lậu fentanyl. Nhưng phe Cộng hòa đang đòi hỏi những thay đổi theo quan điểm cánh hữu về chính sách nhập cư. Người phát ngôn Bạch Ốc, bà Karine Jean-Pierre, cho biết họ tin là các cuộc thảo luận về biên giới đang diễn ra theo hướng tích cực, mặc dù hai bên chưa đạt được thỏa thuận chung. Cuộc đàm phán đã kéo dài nhiều tháng và tiếp tục diễn ra trong kỳ nghỉ lễ bởi một nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày càng quyết liệt yêu cầu Hạ viện không nên đồng ý với các quyết định của Thượng viện. Thay vào đó, ông ta đề xuất tiếp tục ủng hộ dự luật HR2, được Cộng hòa Hạ viện ủng hộ. Dự luật đó bao gồm nhiều chính sách về biên giới mà Thượng viện, đang dưới sự kiểm soát của đảng Dân Chủ, không hỗ trợ, và cũng có khả năng sẽ bị Tổng thống Biden phủ quyết. Bà Jean-Pierre nói, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng. Đây là vấn đề bảo vệ biên giới của chúng ta, về an ninh quốc gia và hậu quả của việc Quốc hội không hành động sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, Tổng thống sẽ có cuộc trò chuyện quan trọng này. Quốc hội sẽ dành tuần này để thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để duy trì hoạt động của chính phủ và ngăn chặn tình trạng đóng cửa. Nhưng cả dự luật tài trợ ngắn hạn lẫn dự luật phân bổ dài hạn mà các nhà lập pháp hy vọng sẽ hoàn thành vào tháng 3 đều dự kiến sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tài trợ nào cho Ukraine hoặc Israel. Gói viện trợ bổ sung sẽ bao gồm 61 tỷ cho Ukraine và 14,3 tỷ đô cho Israel. Ông Schumer và ông McConnell trong những bình luận trên sàn Thượng viện vào hôm qua đã thảo luận về sự cần thiết phải cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Lãnh đạo Schumer nói, điều đang bị đe dọa là an ninh của đất nước chúng ta và các đồng minh ở nước ngoài như Ukraine và Israel. Nó không chỉ quan trọng cho hiện tại mà còn liên quan đến tương lai của nền dân chủ phương Tây. Chúng ta không thể để những vấn đề này không được giải quyết. Còn ông McConnell gọi gói viện trợ là cơ hội của chúng ta để mở rộng khả năng đáp ứng các thách thức an ninh quốc gia mà Hoa Kỳ đang đối mặt. Phe Cộng hòa cực hữu vẫn chưa từ bỏ thuyết âm mưu, có thể ông Obama đang bí mật điều hành Tòa Bạch Ốc, và thượng nghị sĩ Tommy Tuberville là người mới nhất lặp lại thuyết này. Thưa quý thính giả, phải mất 10 tháng, nhưng khi năm 2023 khép lại, thượng nghị sĩ Tommy Tuberville cuối cùng cũng từ bỏ việc phong tỏa, một hành động đã làm tổn hại đến 9 quân đội của nước mình. Bước vào năm 2024, vị thượng nghị sĩ cực hữu đến từ Alabama vẫn tỏ ra quan tâm đến các vấn đề liên quan đến lực lượng võ trang, mặc dù không theo chiều hướng xây dựng. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào tuần qua đã phải đối mặt với một cuộc tranh cãi thực sự sau khi ông nhập viện và giữ kín thông tin với mọi người, kể cả Bạch Ốc. Trong bối cảnh đó, ông Tuberville đã tham gia một cuộc phỏng vấn với Raleigh Cutler của đài Fox và nói, điều này có vẻ như là một sự xúc phạm đối với Tổng thống đương nhiệm, nhưng nó cũng cho thấy và đặt ra những dấu hỏi. Ai đang điều hành chính phủ? Phải chăng là ông Obama? Hãy tạm gác lại ý tưởng kỳ lạ rằng sai lầm của ông Austin đặt ra những câu hỏi về vai trò lãnh đạo của Tổng thống Biden. Thay vào đó, chúng ta hãy đặt một câu hỏi liên quan. Liệu phe Cộng hòa vẫn đang bám lấy suy nghĩ, có thể Obama vẫn bí mật nắm quyền? Trước đây đã có báo cáo vào tháng 10, ông Trump đã dành phần lớn thời gian trong mùa thu để bóng gió rằng Barack Obama vẫn bí mật kiểm soát Tòa Bạch Ốc. Nhưng ông này không phải là người duy nhất tung ra lý thuyết như vậy. Megyn Kelly, một nhân vật truyền thông bảo thủ nổi bật, đã nói với khán giả vào tháng trước, có rất nhiều người tin gia đình Obama vẫn đang điều hành chính phủ và có một loại tình huống bù nhìn bí mật nào đó đang diễn ra và họ đang kiểm soát. Kelly không giải thích rõ người mà bà đề cập tin vào điều vô lý này là ai, nhưng nhóm này dường như bao gồm cả cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. 2 tuần trước đó, chính trị gia Cộng hòa đến từ Georgia cũng đã xuất hiện trên Fox News và nói rằng ông có linh cảm rằng Obama đang bí mật đưa ra quyết định tại Bạch Ốc. Ngược thời gian, vào tháng 7, dân biểu cực hữu Craig Murphy của Bắc Carolina cũng đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox. Ông tin ông Biden chỉ là một con rối cho Ủy ban cánh tả dưới sự lãnh đạo của Obama. Trước đó nữa, Maria Bartiromo của đài Fox cũng đã gợi ý cựu Tổng thống Dân Chủ có thể đang bí mật điều hành đất nước, và thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn của Tennessee đã thêm lửa cho thuyết âm mưu khi chỉ ra các cuộc gặp của ông Obama với Tổng thống Biden, khiến mọi người tin cựu Tổng thống 44 là người lãnh đạo thực sự tại Tòa Bạch Ốc. Và bây giờ, Maria Bartiromo tiếp tục lặp lại thuyết này, đặt câu hỏi liệu ông Obama có đang bí mật chỉ đạo Tổng thống đương nhiệm hay không. Hiện tại có vẻ như thượng nghị sĩ Tommy Tuberville, người từng là huấn luyện viên bóng bầu dục trở thành chính trị gia, cũng đang suy nghĩ theo hướng kỳ lạ tương tự. Thời gian qua, họ không chỉ tin rằng ông Obama đang bí mật nắm quyền, mà còn trình bày những gì mà họ coi là bằng chứng. Một danh sách các bổ nhiệm quan trọng dưới thời ông Obama hiện giữ các vị trí then chốt trong Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Biden. Nhưng điều này không phải là bằng chứng của bất cứ điều gì. Thật hợp lý khi Tổng thống đương nhiệm muốn tìm kiếm nhân viên Bạch Ốc có kinh nghiệm làm việc trong nhánh hành pháp, và chính quyền dân chủ duy nhất trong thế kỷ 21 là của ông Obama. Hơn nữa, ông Biden đã từng làm việc chặt chẽ với nhiều quan chức này, bởi vì ông là phó tổng thống dưới thời Obama. Gần đây, một số người bảo thủ đã chỉ ra báo cáo cho thấy ông Obama đang trao đổi với Tổng thống Biden về chiến lược cho các cuộc bầu cử năm nay. Nhưng lại có sự khác biệt rõ ràng giữa việc các Tổng thống Dân Chủ thảo luận về chiến lược vận động với thuyết âm mưu, cựu Tổng thống bí mật điều hành Tòa Bạch Ốc. Điều càng kỳ lạ hơn là tại sao, chính xác, nhiều người Cộng hòa lại mải mê với lý thuyết âm mưu đặc biệt này. Ý tưởng của họ dường như xuất phát từ quan điểm cho rằng ông Biden đã già, nên ông cần ai đó khác để lãnh đạo Tòa Bạch Ốc một cách bí mật. Nhưng câu hỏi ngược lại là, điều này không phải đã tự làm hại đến lập trường của phe Cộng hòa hay sao? Khi mọi người nhận ra sự thật rằng ông Obama, người đã rời khỏi chính phủ từ nhiều năm trước, thực sự không bí mật điều hành chính quyền, người ta buộc sẽ phải nhìn nhận rằng Tổng thống Biden, dù đã cao tuổi, vẫn là người đang hiệu quả lãnh đạo đất nước. Phần kế tiếp nội dung tin là tường trình diễn biến đáng chú ý về ngày đầu tiên của phiên tòa, vụ Carroll kiện Trump. Sau cuộc bỏ phiếu tại Iowa vào tối thứ Ba, ông Trump đã lên chuyến bay riêng đến New York để bắt đầu việc chọn bồi thẩm đoàn và phát biểu mở đầu trong vụ kiện phỉ báng do nhà văn Eugene Carroll đưa ra. Vụ kiện liên quan đến những phát ngôn của Trump khi ông còn là tổng thống vào năm 2019 và các bình luận sau đó về bà Carroll sau khi ông thua trong vụ án tấn công tình dục năm ngoái. Đơn kháng cáo tìm kiếm quyền miễn trừ của tổng thống cho các phát ngôn năm 2019 của ông đã bị từ chối. Dan Scavino, giám đốc truyền thông mạng xã hội của Trump, đã đăng video ông đến New York lúc 3 giờ 30 sáng từ Iowa. Trump đã sớm có mặt tại tòa án liên bang vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Sau đó, Trump tiếp tục công kích bà Carroll, đăng 30 bài viết về bà trên Truth Social trước buổi trưa, kể cả trong khi phiên tòa đang diễn ra. Khác với phiên tòa lừa đảo tại tòa tiểu bang New York, vụ án này được xử lý tại tòa liên bang. Do đó, những cuộc họp báo ngắn mà thẩm phán Ingoran cho phép tại tòa, nơi Trump phàn nàn và kêu gào cùng một lời nói mỗi ngày, không được phép trong vụ án này. Thẩm phán Kaplan đã nói rõ từ đầu không chấp nhận sự lăng mạ và trò hề mà như thẩm phán Ingoran đã cho phép Trump và luật sư của ông. Luật sư Trump, Alina Habba, đã cố gắng trưng lại một số chứng cứ mà thẩm phán Kaplan đã phán quyết, nhưng ông đã ngay lập tức từ chối, tuyên bố rằng trong phòng xử của tôi, khi có một phán quyết, điều đó là kết thúc. Habba sau đó cố gắng đề cập lại đám tang của bà mẹ vợ Trump, dự kiến vào thứ Năm tại Florida. Habba phàn nàn rằng bà chưa bao giờ thấy ai phải lựa chọn giữa việc tham dự phiên tòa hay đám tang. Thẩm phán Kaplan cho biết nếu lịch trình phiên tòa yêu cầu Trump làm chứng vào thứ Năm, ông sẽ hoãn vụ án cho đến thứ Hai để phù hợp, nhưng không chấp nhận việc hoãn toàn bộ phiên tòa một tuần. Sau đó, thẩm phán Kaplan đã hỏi các bên rằng họ dự kiến mỗi phần của vụ án sẽ kéo dài bao lâu. Luật sư của bà Carroll, Roberta Kaplan, cho biết từ 2 đến 2 ngày rưỡi. Còn Habba sau đó nói rằng phần của mình sẽ mất một ngày. Bà không chắc chắn liệu Trump có làm chứng hay không. Thẩm phán sau đó đã cho triệu tập các ứng viên bồi thẩm đoàn và thông báo phiên tòa sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Ông cũng thông báo tên của các bồi thẩm viên sẽ không được tiết lộ cho công chúng. Theo ông diễn giải là vì vụ án đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và việc này nhằm bảo vệ họ khỏi bị quấy rối và đe dọa. Sau đó, họ được hướng dẫn không được đọc bất cứ điều gì trên Internet về vụ án trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Thẩm phán Kaplan đã giải thích cho bồi thẩm đoàn chi tiết về vụ Carroll kiện Trump. Ông cũng nói với họ rằng một bồi thẩm đoàn khác đã xác định Trump thực sự đã tấn công tình dục Carroll. Vì vậy, họ chỉ cần quyết định liệu những phát ngôn của ông ta về Carroll có phải là phỉ báng không. Thẩm phán sau đó hỏi liệu có bất kỳ bồi thẩm viên nào biết Carroll không. Họ đều trả lời không. Thẩm phán cũng hỏi các ứng viên bồi thẩm đoàn liệu họ có quen biết cá nhân với Trump hoặc thành viên trong gia đình ông hay không. Một người trong số họ nói rằng mặc dù không quen biết cá nhân, nhưng bà đã từng làm việc cho công ty của Ivanka Trump vào năm 2017. Một ứng viên khác chia sẻ rằng công ty của cha anh từng cung cấp dịch vụ chuyển đồ cho Trump vài năm trước. Cả hai đều nói rằng điều này không ảnh hưởng đến quan điểm của họ. Bồi thẩm đoàn sau đó được hỏi liệu họ có biết Alina Habba và không ai biết. Thẩm phán Kaplan tiếp tục hỏi liệu có ai trong số họ đã nghe về vụ án Trump chống lại Carroll trước đây. Tất cả đều trả lời không. Họ sau đó được hỏi liệu có ai trong số họ đã đóng góp cho chiến dịch Trump. Một bồi thẩm viên trả lời có. Họ sau đó được hỏi liệu có ai đã tham dự các cuộc meeting của ông. Một bồi thẩm viên trả lời có. Sau đó, họ được hỏi liệu có ai là thành viên của các nhóm Proud Boys, Oath Keepers hoặc Triple K. Tất cả đều trả lời không. Thẩm phán sau đó hỏi liệu có ai đã xem bất kỳ bài đăng nào trên Truth Social về Carroll. Một bồi thẩm viên trả lời có. Họ sau đó được hỏi liệu có ai đã xem các bản tin về các cáo buộc hình sự đối với Trump và nhiều bồi thẩm viên đã giơ tay. Một thành viên trong bồi thẩm đoàn thừa nhận rằng anh ta không thể đưa ra phán quyết công bằng do đã bị ảnh hưởng bởi những thông tin anh ta đã đọc trước đó. Ngay sau đó, người này được miễn không tham gia vào bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn được hỏi liệu họ có nghĩ Trump đang bị đối xử không công bằng bởi hệ thống tòa án. Một bồi thẩm viên trả lời có. Hai bồi thẩm viên nói rằng họ nghĩ cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp. Trump trở nên hơi phấn khích tại thời điểm đó và quay lại dành ánh mắt trìu mến cho hai người họ. Cả hai sau đó đều được miễn. Trong một tình tiết lạ, ngay trước khi các phát biểu mở đầu bắt đầu, luật sư Trump và là cố vấn chiến dịch bầu cử Boris Epstein đã yêu cầu tòa cho phép ông phát biểu. Thẩm phán Kaplan hỏi ông ta liệu có phải là thành viên của Hội đồng luật sư liên bang khu vực New York không? Epstein trả lời rằng ông không phải là thành viên và chỉ có giấy phép hành nghề tại tòa tiểu bang, và thẩm phán Kaplan sau đó yêu cầu ông ngồi xuống. Sau phiên lựa chọn bồi thẩm đoàn thì ông Trump rời phòng tòa và cũng không quay trở lại phòng xử để tham dự phần phát biểu mở đầu, vì ông đã đến với cuộc meeting vận động ở New Hampshire. Thẩm phán Kaplan nói với các bồi thẩm viên rằng phiên tòa này chỉ liên quan đến việc xác định mức độ bồi thường thiệt hại. Luật sư của bà Carol, Sean Crowley, đưa ra phát biểu mở đầu. Crowley nói rằng bà sẽ chứng minh cho họ thấy những tin nhắn đe dọa và hàng trăm mối đe dọa khác mà Carol nhận được hàng ngày sau khi ông Trump kích động người sùng bái chống lại bà. Và ông ta chưa bao giờ dừng lại cho đến nay. Crowley sau đó hỏi bồi thẩm đoàn cần bao nhiêu tiền để khiến ông ta dừng lại, bởi vì ông ta vẫn chưa dừng lại. Crowley sau đó nhấn mạnh có hai hồ sơ phát ngôn phỉ báng trong vụ này, bởi vì Trump đã tấn công Carol một lần nữa sau phán quyết của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa đầu tiên. Crowley chỉ ra bằng cách đưa bằng chứng trong buổi nói chuyện tại tòa thị chính CNN. Trump đã gọi Carol là kẻ nói dối và người điên. Trump không bao giờ ngừng tấn công Carol và thậm chí còn làm điều đó vào sáng nay trên Truth Social, trước và trong tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, đăng tới 22 lần chỉ trong ngày hôm đó, theo luật sư Crowley cho hay. Alina Habba sau đó đứng lên để đưa ra phát biểu mở đầu. Bà gần như ngay lập tức gặp phải sự phản đối và được thẩm phán cảnh báo khi bắt đầu tranh luận rằng Trump chỉ tự vệ khi đưa ra những phát ngôn đó. Habba sau đó tuyên bố rằng Carol thực sự đã được lợi từ việc bị Trump chửi bới, bởi vì Carol bỗng dưng đã trở nên nổi tiếng nhờ bị phỉ báng, và chụp mũ về việc Carol luôn muốn mình trở nên nổi tiếng, nhưng lại muốn Trump trả tiền cho những tweet đó. Hiểu nôm na, cách biện luận của luật sư Trump là bà Carol đã được quảng cáo không công để nổi tiếng, thì nay còn đòi tiền gì nữa. Habba tiếp tục kể về các bài viết của Carol dành cho phụ nữ, đưa ra lời khuyên về cách thu hút một người đàn ông để xây dựng một mối quan hệ. Bà tuyên bố Carol chuyển từ Montana đến New York vì sự nghiệp đang thất bại. Bà tuyên bố khi các phương tiện truyền thông phỏng vấn Carol về cuốn sách, họ chỉ muốn nói về Trump thay vì nội dung cuốn sách. Vì vậy, Carol đã sử dụng Trump để trở nên nổi tiếng và được biết đến. Habba sau đó đổ lỗi cho Carol về những mối đe dọa mà bà nhận được, tuyên bố rằng bất kỳ ai đưa ra cáo buộc nghiêm trọng như vậy chống lại một tổng thống đương nhiệm đều sẽ nhận phản ứng từ những người ủng hộ. Habba cho rằng thay vì bị căng thẳng bởi chúng, Carol thực sự thích thú với sự chú ý. Habba sau đó nói Carol thích thú với việc trở thành nạn nhân và khai thác nó cho lợi ích cá nhân bằng cách trở thành người ủng hộ nạn nhân, đã trở thành một phần của bản sắc. Habba sau đó tuyên bố, bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn, Carol đã tự làm tổn thương mình. Bà ấy là nguyên nhân của chính mình. Habba mô tả người đã tấn công Carol trên mạng chỉ là những kẻ troll trên Twitter và Carol đã kiếm tiền từ việc trở thành nạn nhân. Và sau nhiều biện luận khác nữa, Habba kết luận Carol khao khát sự nổi tiếng và chưa bao giờ làm gì để cố gắng phục hồi danh tiếng của mình nếu nó bị tổn hại. Sang qua nội dung tin khác. Tuần trước, một đoạn băng ghi âm bất ngờ xuất hiện. Trong đó, người ta cho rằng Rachel Stone đã thảo luận về kế hoạch ám sát các dân biểu dân chủ Jerry Nadler và Eric Swalwell, cũng như bắt cóc một công tố viên liên bang. Đáp lại, Stone khẳng định đoạn băng thu âm đó là giả mạo, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhưng câu hỏi đáng quan tâm là liệu đây có trở thành một vấn đề hình sự hay không? Công nghệ pháp y hiện đại có khả năng chứng minh liệu đó có thực sự là giọng nói của Rachel Stone trong bản ghi âm không. Nếu đúng là Stone, ông ta có thể sẽ cho rằng mình chỉ nói đùa. Nhưng ngay cả việc đùa về việc nhắm mục tiêu vào các quan chức chính phủ liên bang cũng có thể bị coi là hành vi phạm tội. Trong khi đó, Greco, cựu sĩ quan cảnh sát New York, liên quan trong sự việc lại không hề phủ nhận. Greco đã trả lời tờ Media Day rằng, tôi không nghĩ bạn đọc của bạn quan tâm đến chuyện chính trị cũ rích này. Chúng ta sẽ chờ xem câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Và nội dung tin mà Thủy Linh vừa trình bày cũng đã khép lại video sáng nay của ngày 17 tháng 1 trên Ngô Phòng Today. Và quý vị đừng quên đón xem video tiếp theo ở kênh Dự Phòng Ngô Phòng 247. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.